Con là con của mẹ Tuyết phải không? Dạ đúng rồi chú. Chú là chú Nghĩa ha. Dạ. Còn đây là chú Dũng. Dạ. Hai chú đến từ chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương. Dạ. Chú mời chú vô nhà. Cho chú Nghĩa hỏi con tên gì nè? Dạ con tên Ngọc Vy. Năm nay Vy nhiêu tuổi? Dạ con 18 tuổi. Lộc lớp 12 hả? Dạ. Bạn này là con nhỏ. Con nhỏ. Dạ. Còn bạn lớn á, là đang đi học hình như học ở thành phố không con? Dạ đúng rồi chú. Dạ là năm nay con cũng chuẩn bị thi đại học. Dạ đúng rồi. Con định thi gì? Dạ con định thi logistics của trường giao thông vận tải. Cái nhà này của mình là chú Nghĩa nghe nói là mình ở nhờ phải không con? Dạ đúng rồi, dạ nhà con ở nhờ. Ở bao lâu rồi? Dạ 2 năm. Cái nhà này là coi như chú bác họ, nhưng mà ông đã chết để lại trống thì không ai ở, thì coi như cháu này nó lên nó hỏi nó ở, thì gia đình hai bên đồng ý để cho cháu nó ở để cuộc sống. Địa phương thì cũng không có hoàn cảnh, coi như có hộ nghèo, nhưng mà xét thì có chính sách thì có hỗ trợ một phần nào đó thôi. Cái mức sống của gia đình thì cũng không ổn định. Theo chú biết là con sắp lên thành phố học phải không con? Dạ đúng rồi chú. Lên học đại học chung với chị hả? Dạ trường đó thì cũng xa trường của chị con. Má chị em có ở trọ nhau chung không? Dạ chị con thì ở kiến trúc xá. Dạ. Vậy rồi con đi rồi mẹ sao? Con có gì, kế hoạch gì để mẹ ở lại rồi sao? Sống sao rồi con lên trển, con sống sao để học, có tiền để đi học không? Con nghĩ là tại vì nhà cũng không phải của mình á, thì sau này hai chị em lên thành phố thì con với mẹ sẽ muốn trọ ở chung, và con sẽ cố gắng vừa học vừa làm thêm để phụ mẹ. Đó là tốt á. Dạ. Vừa học vừa làm. Chỉ là cái khoảng thời gian đầu á, con sẽ hơi chưa quen đâu. Nhất là khi mà đang sống ở đây cùng với mẹ, bây giờ lên thành phố rồi ở trọ con thân mình, mọi cái con phải đều tự lo liệu sắp xếp hết. Thì con có sợ không? Dạ, nếu như mình đang ở môi trường này mình quen, thì mình lên môi trường khác thì mình cũng có nhiều thay đổi. Thì con sẽ cố gắng từ từ thích nghi. Con có tìm hiểu qua về cái ngôi trường mà con chuẩn bị học, cái ngành nghề mà con muốn học, cũng như là cái môi trường sống ở trên thành phố như thế nào, có tìm hiểu sơ qua không? Dạ con cũng có tìm hiểu sơ qua ngành, thì con thấy trường lấy điểm chuẩn thì cũng khoảng 25-26 điểm. Xe cộ thì đông đúc, rồi lên nó cũng khó khăn cho việc di chuyển đi học. Thì đó là những cái khó khăn mà bất kỳ ai ở dưới tỉnh mới lên trên thành phố đều sẽ gặp phải hết. Con lên thành phố học rồi, con có chuẩn bị về vấn đề tiền bạc đi học, học phí có cao không con? Dạ thì nó rơi vào tầm khoảng 15-16 triệu. Một năm hay tháng? Dạ một năm. Trời đất ơi, chứ một tháng 15-16 triệu ai học nổi. Dạ, dạ. Nhưng mà đối với bé 15 triệu một năm chắc thì cũng là số cao tiền rồi. Rất là lớn rồi. Thì đó, như con đã tính là mình sẽ phải vừa đi học vừa đi làm thêm. Thì bên cạnh đó rồi mẹ cũng lên phụ với con, thì chắc là cũng xoay sở được. Con học giỏi thì biết đâu con sẽ còn có học bổng của trường. Dạ. Ở trong lớp nói chung là cũng có những cái hỗ trợ nhỏ để giúp đỡ em. Tại vì năm nay thì bắt đầu năm nay nhà trường ban giám hiệu mình cũng là hỗ trợ rất nhiều ở cái khoản là phụ đạo buổi chiều, là gần như là Ngọc Vy không có đóng cái khoản đó. Nên là đã nhẹ nhàng hơn so với 10 với 11 rất là nhiều. Rồi những cái khoản tiền ví dụ như phô tô tiền quỹ này kia trong lớp, thì nói chung là nếu mà giáo viên chủ nhiệm có hỗ trợ em một phần nào thì nó sẽ hỗ trợ cho em phần đó. Nói chung thì cũng góp được những cái phần nhỏ đó. Tôi rất là mong muốn MV sau chương trình này được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để em có thể tiếp tục đến trường, hoàn thành ước mơ học đại học, để em có thể thoát cái nghèo. Cũng như em có tâm sự là sau khi thoát nghèo thì em sẽ có mong muốn quay lại trường để tiếp tục giúp đỡ các em học sinh khác. Đúng là những khi cuộc đời mình nó có rất là nhiều những cái chuyện buồn, những cái chuỗi bi kịch nó liên tiếp nó xảy ra. Nhưng mà người ta hay nói với nhau sao biết không? Ông trời không có gọi là triệt đường sống của bất cứ ai hết. Cánh cửa này đóng lại rồi sẽ có cánh cửa khác được mở ra. Nếu như mình vẫn còn giữ được cái tinh thần nó lạc quan, giữ được cái ý chí, và quan trọng nhất là cái tâm của mình á, giống như là hai đứa con của chị nó có một cái tâm rất là tốt, thì mình sẽ có nhiều người giúp. Chẳng hạn như là hôm nay nè, chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương này nè, cũng vô tình làm việc với địa phương rồi được giới thiệu, có biết cái hoàn cảnh gia đình của mình, chị cứ giữ cái tinh thần của mình để giữ cái sức khỏe của mình nữa chị ha. Thôi bây giờ vậy thôi, mình quay về nhà đi. Quay về nhà xong rồi mình trò chuyện nhau chút, rồi sau đó sẽ gửi đến chị những cái niềm vui bất ngờ ha. Dạ dạ.
khi con lớn lên á, trải qua nhiều gian khổ, nhiều khi đi học hay là này kia cũng thiếu thốn về tình thương cũng như vật chất. Nhưng mà chú thấy con rất là giỏi, có nghị lực trong cái điều kiện của con rồi. Dạ hồi lúc nhỏ thì giống như là nếu như suy nghĩ của con chưa đủ lớn thì lúc đó thì con cũng có buồn. Nhưng mà sau này lớn lên đó thì con nói là kiểu như là nó ở trong quá khứ thì mình cứ cho nó qua đi và mình đón nhận những cái mới, những cái niềm vui trong cuộc sống mới thôi. Mình không có nên khơi lại gọi là những cái buồn của quá khứ. Cái suy nghĩ tích cực, tốt. Dạ. Mong con giữ được cái tinh thần trong sáng và lạc quan như vậy. Dạ. Như cái nghị lực của mình để mình tiến xa cho con ha. Dạ. Điều đó rất là đáng quý. Dạ. Thưa quý vị khán giả, xin được giới thiệu chú Kim Chi là trưởng ban công tác mặt trận của ấp, cũng đã có mặt trong ngày hôm nay với gia đình của chị Tuyết. Và hôm nay với chương trình Hành Trình Kết Nối Yêu Thương cũng sẽ gửi đến gia đình chị trước tiên là một cái món quà đặc biệt, đó là một cái số tiền trị giá là 10 triệu đồng do Dũng trao tặng nha. Dạ. Chú Dũng xin được phép đại diện chương trình gửi tặng đến chị Tuyết và cháu Vi phần quà. Và kính chúc chị Tuyết được dồi dào sức khỏe và đạt được những điều chị mong muốn, cũng như chú chúc cho cháu đạt được mơ ước của mình và tiến thân hơn nữa trong xã hội và giữ mãi cái nghị lực của cháu đang có, và mong là tương lai của cháu sẽ tốt đẹp nhiều hơn nữa. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Em muốn nói lời cảm ơn đến chương trình đã giúp đỡ cho mẹ con em để cho con em tiếp bước được tới trường. Chú Chính, chị Ngốc, dạ. Cảm ơn hết tất cả mọi người. Rồi, còn bên cạnh đó thì chú Nghĩa sẽ có một phần quà nhỏ dành cho Vi nha. Dạ. Chú rất là thích cái tinh thần của con, cái sự lạc quan của con, cũng như là cái lòng hiếu thảo, yêu thương mẹ của con ha. Cho nên là chú Nghĩa không có chuẩn bị bao thư. Chú Nghĩa gửi con 2 triệu xem như là tặng cho con để con lo cái chuyện học tập của mình nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, còn bây giờ thì xin phép gia đình và xin phép chú Đại Nghĩa với lại chú Dũng sẽ chào tạm biệt mọi người tại đây nha. Mọi người giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn. Rồi, xin chào gia đình nè. Để nụ cười sẽ lại sáng sỡ trên môi người, sớm mai mặt trời lại đến. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã có một cái cuộc hành trình về với Tiền Giang, và nơi đó chúng ta đã ghé thăm gia đình của chị Tuyết cũng như là tìm hiểu qua về hoàn cảnh của gia đình chị. Và thông qua chương trình này thì Đại Nghĩa cũng hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều cánh tay, nhiều mạnh thường quân để hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình chị, đặc biệt là hai cô con gái, để có thể hoàn thành cái việc học trong thời gian sắp tới. Và ngày hôm nay khi đồng hành cùng anh trong chương trình này, biết về gia đình của chị Tuyết thì cái cảm nhận của em bây giờ như thế nào? Em rất là vui khi mà nhận được lời mời của chương trình, và đồng thời em cũng cảm thấy là mình trước đây mình cũng không được biết nhiều về những hoàn cảnh khó khăn như thế này, và thông qua chương trình này thì em được biết nhiều hoàn cảnh khổ, và có lúc em đã rất là xúc động và muốn rơi nước mắt. Và em hy vọng là em sẽ có cơ hội nhiều nữa để được đi với anh Đại Nghĩa và được đồng hành với chương trình. Dạ. Tiếp tục không? Tiếp tục. Là bởi vì cái chuyến hành trình của chúng ta ở miền Tây này cũng còn vài ngày đó. Dạ, dạ. Nếu như mà em cảm thấy rằng là mình tiếp tục muốn đi cùng với anh để thăm, để gặp gỡ, để chia sẻ thì anh sẽ tiếp tục mời em đi thêm chuyến với anh nữa nghe. Dạ vâng. Cùng với miền Tây này luôn. Em rất là vui để được đồng hành anh lần nữa. Ok, rồi chuẩn bị ăn nắng tiếp. Dạ. Dạ thưa quý vị, hy vọng rằng là những cái chuyến hành trình của anh em chúng tôi sẽ lan tỏa được tình yêu thương đến cho tất cả những người xung quanh, và qua đó mỗi người sẽ là một cánh tay góp lại cùng với nhau để chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn còn ở rất là nhiều nơi ở trên đất nước của chúng ta. Và mong rằng chuyến xe hành trình kết nối yêu thương của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả hàng tuần vào lúc 19:30 thứ bảy trên kênh HTV7. Còn bây giờ thì Đại Nghĩa và Chí Dũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.